tại sao người Hồi giáo lại không ăn, không uống và không quan hệ tình dục vào ban ngày trong suốt một tháng trong năm? Tại sao Đức Phật lại có đôi tai dài như chúng ta vẫn thấy? Từ xa xưa, những câu chuyện liên quan tới tôn giáo, tín ngưỡng luôn mang một màu sắc huyền bí và thu hút chúng ta. Mỗi tôn giáo thường gắn liền với các truyền thuyết, những câu chuyện cũng như bối cảnh chính trị, xã hội và văn hóa mà từ đó chúng ra đời. Cuốn sách Tôn giáo Thế giới World Religion mà các bạn đang thấy trên màn hình chứa tất tần tật mọi sự thật và câu chuyện thú vị về các tôn giáo khác nhau trên thế giới, từ Đông sang Tây, từ cổ xưa tới hiện đại. Tìm hiểu và đặt mua ngay với mã giảm giá ở phần link bên dưới nhé cả nhà. Nhắc tới tướng lĩnh Trung Quốc trong thế kỷ 20, thường thì chúng ta sẽ chỉ nghĩ tới thập đại nguyên soái của Đảng Cộng sản. Nếu nhắc tới Quốc dân Đảng, hẳn ai cũng sẽ nhớ ngay tới tướng cướp Tôn Điện Anh với màn quật mộ các vua chúa nhà Thanh để mà cướp vàng bạc châu báu. Thế nhưng điều đó thì không có nghĩa rằng phía Quốc dân Đảng không có những vị tướng tài ba. Thậm chí có một người còn xứng đáng có được một cuốn tiểu sử hoành tráng. Bởi không chỉ là một vị tướng tài ba với tôn xưng được người đời đặt là Tiểu Gia Cát Lượng, ông còn là một người có tư tưởng hòa hợp dân tộc, đi trước thời đại, rất được lòng người dân Trung Quốc. Thế nhưng thật đáng tiếc, cái tên của ông hiện giờ thật hiếm xuất hiện trong các phương tiện thông tin đại chúng và vẫn còn nằm rất nhiều trong bóng tối. Lý do dễ hiểu cho điều này vì ông là kẻ thất bại cuối cùng trong cuộc nội chiến quốc cộng từ tận giữa thế kỷ trước và phải sống gần 20 năm cuối đời một cách ẩn dật tại Đài Loan, nên ít ai còn ký ức về ông. Đó là Bạch Sùng Hy, cố tham mưu trưởng quân đội Quốc dân Đảng Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Hoa Dân Quốc. Vậy thì cuộc đời của ông đã trải qua những gì? Phẩm chất nào đã chắp cánh đưa ông lên những tước vị cao như vậy? Hãy cùng Battle Cry đi vào bóng tối để cùng tìm hiểu về ông qua video ngày hôm nay nhé. Chào mừng đến với Battle Cry, lịch sử thế giới. Một trong những vị chỉ huy xuất sắc nhất của Trung Quốc hiện đại. Bạch Sùng Hy sinh ngày 18 tháng 3 năm 1893 tại Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, trong một gia đình theo đạo Hồi. Ông đã sớm tham gia vào ngành quân đội khi nhập học trường thiếu sinh quân Quảng Tây, một ngôi trường kiểu hiện đại do quân phiệt Vân Nam Thái Ngạc tổ chức để hiện đại hóa quân đội Quảng Tây. Tại đây, ông và các bạn đồng môn là Hoàng Thiệu Hoành và Lý Tông Nhân chính là những học viên ưu tú nhất, và xa hơn, trong tương lai đều trở thành ba trong số những vị tướng giỏi nhất của quân đội Quốc dân Đảng. Khi cách mạng Tân Hợi bùng nổ vào năm 1911, Bạch Sùng Hy cùng với các bạn học của mình đã hồ hởi gia nhập và tới tháng 4 đã ghi danh vào quân đoàn Nam Kinh để được huấn luyện nhập ngũ. Sau đó ít lâu, ông đã trở thành sĩ quan tập sự của sư đoàn 1 Quảng Tây và dần trở thành thành viên nòng cốt trong phong trào cách mạng của Tôn Trung Sơn. Kể từ đây, ông thăng tiến không ngừng trong hàng ngũ Quốc dân Đảng. Bạch Sùng Hy đã dựa theo làn sóng chống chính quyền Bắc Kinh, liên minh cùng với Hoàng Thiệu Hoành và Lý Tông Nhân tiêu diệt quân phiệt Quảng Tây Lục Vinh Đình ngay vào năm 1924 để trở thành vị lãnh đạo mới của tỉnh Quảng Tây khi mới chỉ 31 tuổi. Trong cuộc Bắc phạt, Bạch Sùng Hy được biết tới như một trong những nhà chiến lược quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Hoa. Ông chính là tham mưu trưởng quân đội cách mạng Quốc dân và có nhiều công hiến trong những chiến thắng trước nhiều thế lực quân phiệt hùng mạnh phương Bắc. Với chiến lược sử dụng tốc độ, sự cơ động và sự bất ngờ để đánh bại lực lượng quân địch mạnh hơn mình nhiều lần, có lẽ danh tiếng của ông đã bắt đầu nổi đình nổi đám sau chuyến thảo phạt chính quyền Thượng Hải năm 1927. Khi đó, nhà quân phiệt Tôn Chuyển Phương đang cai quản một loạt các tỉnh như Thượng Hải, Giang Tô, Phúc Kiến, An Huy và Giang Tây. Ông ta vừa mới trải qua một loạt các trận thua trước quân Tưởng và đã phải rút về phòng ngự ở thành phố Nam Kinh. Ngay sau đó, hai đội hình chính của quân Phụng Huệ gồm quân đội Sơn Đông của Trương Tông Sương và quân đội Trực Lệ của Chữ Ngọc Phác đã vượt sông Dương Tử để giúp họ Tôn bảo vệ thành Nam Kinh cũng như Thượng Hải. Trong thế thừa thắng xông lên, Tưởng Giới Thạch
đã lệnh cho lực lượng của Bạch Sùng Hy lập tức tiến về Thượng Hải để trấn áp quân địch. Thế là một cuộc giao tranh dữ dội đã diễn ra ngay bên ngoài thành phố. Để rồi vào ngày 22 tháng 3, lực lượng của Bạch Sùng Hy đã hành quân tiến thẳng vào Thượng Hải để giành chiến thắng cuối cùng. Nó thậm chí đã khiến cho chiến dịch hỗ trợ Phụng Hệ bị gọi là một thảm họa hành động tốn kém đối với các quân phiệt phương Bắc. Những đội quân của họ đã chịu tổn thất nặng nề, buộc phải rút lui về phía Bắc qua sông Dương Tử. Tuy nhiên, thời gian này cũng nhen nhóm lên những dấu hiệu chọn phe của Bạch Sùng Hy, và ông đã không chọn Cộng sản mà lại quyết tâm ủng hộ Tưởng Giới Thạch. Sau chiến thắng quan trọng tại Thượng Hải và Nam Kinh, hai phe cánh tả và cánh hữu trong quân đội của Tưởng đã rơi vào xung đột, khiến cho cuộc Bắc phạt bị trì hoãn. Phe Cộng sản khi này đã tách hẳn ra và thành lập một chính phủ riêng ở Vũ Hán, đối lập hoàn toàn với chính phủ Nam Kinh của Tưởng Giới Thạch. Chính phủ Vũ Hán thậm chí còn đòi tước đi một số quyền lực, hoặc thậm chí là đòi giải giới quân Tưởng. Và đương nhiên, điều này đã làm ông ta nóng mắt. Thế là trong ngày 12 và 14 tháng 4 năm 1927, hàng trăm người Cộng sản ở Thượng Hải đã bị bắt và sát hại theo lệnh của Tưởng trong một biến cố được gọi là vụ thảm sát Thượng Hải. Và từ đây cũng chấm dứt liên minh giữa những người theo dân tộc chủ nghĩa và Cộng sản chủ nghĩa. Là tư lệnh đồn trú Thượng Hải, Bạch Sùng Hy cũng rất tích cực tham gia các cuộc thanh trừng này, đến mức mà truyền thông phương Tây về sau này đã đặt cho ông biệt danh người chặt đầu Cộng sản. Thế nhưng cũng chính trong thời gian chia rẽ này, tài năng của Bạch Sùng Hy lại cứu nguy cho quân cách mạng thêm một lần nữa. Lợi dụng lúc quân đội Quốc dân Đảng đang lục đục, khiến cho Tưởng Giới Thạch phải từ chức vào tháng 8 năm 1927, mà tướng Trương Tông Xương, lãnh chúa Sơn Đông, đã cho quân phản công chiếm lại Nam Kinh. Quốc dân Đảng khi này coi như có thể mất Nam Kinh ngay tức khắc nếu Bạch Sùng Hy không phát hiện ra dấu vết của quân Tôn Truyền Phương trên đường hành quân. Để rồi, Bạch Sùng Hy đã khẩn trương lập sở chỉ huy, điều động và lập tức chỉ huy quân đoàn 1 và quân đoàn 7 quyết chiến ác liệt với quân của Tôn Truyền Phương trong suốt 6 ngày đêm. Sau đó đã giành được chiến thắng vang dội, giết chết hơn 2 vạn quân và bắt sống hơn 3 vạn quân khác, khiến cho đạo quân Sơn Đông gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Sang năm 1928, Bạch Sùng Hy tiếp tục nối dài mạch thắng trước quân của Trương Tông Xương, tiếp tục bắt sống 2 vạn trong tổng số 5 vạn quân còn sót lại của ông ta, và còn suýt chút nữa đã bắt sống được cả Trương Tông Xương. Bạch Sùng Hy cũng từng chỉ huy các đơn vị tiên phong tiến vào Bắc Kinh và được xem là viên tư lệnh có công kết thúc của Bắc phạt. Với những công lao này, ông được tôn xưng danh hiệu là Tiểu Gia Cát Lượng. Trong thời gian hòa bình từ năm 1930 tới năm 1936, Bạch Sùng Hy đã nỗ lực tái thiết Quảng Tây và trở thành một tỉnh kiểu mẫu với chế độ hành chính tiến bộ. Cũng nhờ vậy mà sang tới chiến tranh Trung Nhật 1937-1945, Quảng Tây đã cung cấp được tới hơn 90 vạn lính trong cuộc chiến này. Bạch Sùng Hy cũng được bổ nhiệm làm Phó Tham mưu trưởng Quân đội Quốc dân Đảng. Ông chính là chiến lược gia chủ chốt đã thuyết phục được Tưởng Giới Thạch áp dụng chiến lược chiến tranh tổng lực. Theo đó, quân Trung Hoa sẽ đánh du kích phía sau lưng quân địch, phá hoại hậu cần khi có cơ hội. Khi quân đội của Nhật được trang bị và huấn luyện tốt hơn tấn công, quân Trung Quốc sẽ sử dụng chiến thuật tiêu thổ trên đường tiến quân của địch để cắt nguồn cung cấp tại chỗ của họ. Chính nhờ tài cầm quân xuất thần này, quân Quảng Tây đã đi hết từ chiến thắng này tới chiến thắng khác trước một quân đội Nhật Bản hùng mạnh, khác hẳn hình ảnh về một Trung Hoa yếu đuối và thảm thương trước phát xít Nhật mà chúng ta đã từng biết. Bạch Sùng Hy đã tham gia vào nhiều chiến dịch quan trọng, bao gồm những chiến thắng lớn tại Sơn Đông vào mùa xuân năm 1938, khi ông phối hợp cùng với tướng Lý Tông Nhân đánh bại kẻ thù vốn đang vượt trội về mọi mặt khi đó. Sau đó, ông cũng tham gia đánh bại quân Nhật ở tỉnh Quảng Tây. Thời gian tiếp theo, Bạch Sùng Hy được bổ nhiệm làm tư lệnh văn phòng hành quân trong hội đồng quân sự ở Quế Lâm. Trên cương vị này, ông là người có công lớn nhất trong cuộc phòng thủ thành công mỹ mãn ở Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam.
năm 1939 tới năm 1942, quân Nhật đã tổng tấn công Trường Sa tất cả là 3 lần, nhưng toàn bộ đều bị đẩy lùi bởi quân của Bạch Sùng Hy. Ngay sau đó, họ Bạch cũng chỉ huy quân đánh chiếm lại Nam Quảng Tây và giành chiến thắng vang dội. Quân Quảng Tây của Bạch Sùng Hy được xem là đội quân át chủ bài trong cuộc chiến tranh chống Nhật, và Bạch Sùng Hy cũng được xem là viên tướng có đủ khả năng lãnh đạo toàn bộ cuộc kháng chiến của Trung Quốc trong trường hợp nếu Tưởng Giới Thạch bị ám sát. Nói không ngoa khi Bạch Sùng Hy chính là một trong những vị tướng có công lớn nhất trong việc đánh đuổi phát xít Nhật của người Trung Quốc. Và đúng ra ông ta nên được tưởng thưởng xứng đáng bằng một phần thưởng gì đó sau khi chiến tranh kết thúc. Thậm chí, ở giai đoạn đầu của cuộc chiến tiếp theo, cuộc nội chiến quốc cộng, Bạch Sùng Hy vẫn làm rất tốt. Mùa xuân năm 1946, một đơn vị quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tinh nhuệ gồm 10 vạn quân dưới quyền của tướng Cộng sản Lâm Bưu đã chiếm một giao lộ đường sắt quan trọng ở Tứ Bình. Quân Quốc dân đảng không thể đánh nổi Lâm Bưu, và Tưởng Giới Thạch đã buộc phải cử con át chủ bài Bạch Sùng Hy tới trực tiếp chỉ huy chiến dịch. Qua một vài sự thay đổi, các lực lượng quân Quốc dân đảng đã lập tức giành chiến thắng chỉ sau 2 ngày giao chiến. Đây là chiến thắng quan trọng đầu tiên của Quốc dân đảng trong giai đoạn nội chiến, bổ sung vào bộ sưu tập bách chiến bách thắng của Bạch Sùng Hy và chính thức đưa ông lên chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Khi này, coi như mọi thứ đã nằm trong tay của Bạch Sùng Hy và tất cả đã đưa ông tới đỉnh cao của đời người. Thế nhưng, đời không như là mơ. Trong thời gian sau đó, chẳng ai có thể ngờ được rằng ông lại rơi xuống vực thẳm y hệt như một viên tướng khác cũng nổi tiếng trong Thế chiến II, đó là nguyên soái Liên Xô Zhukov. Giống như Georgi Zhukov, vì tính cách thẳng thắn, có thể bất tuân mệnh lệnh của chỉ huy nếu thấy rằng chúng không hợp lý, Bạch Sùng Hy đã dần bị cô lập và bắt đầu những ngày tháng bị đày đọa sau này. Lao đầu xuống vực sâu vì quá tài năng. Không phải khi nào cũng là một cấp dưới quân sự ngoan ngoãn của Tưởng Giới Thạch. Bạch Sùng Hy là một nhà quân sự có chính kiến riêng, thường xuyên khiến ông mâu thuẫn với chỉ huy của mình. Do đó, ông đã bị Tưởng Giới Thạch hãm hại không ít lần. Ngay từ khi chiến tranh Bắc Phạt kết thúc, Tưởng Giới Thạch đã bắt đầu tìm cách loại bỏ các thế lực Quảng Tây. Trong đó có cả một kế hoạch ám sát Bạch Sùng Hy. Thế là có lúc vào năm 1929, ông đã từng phải trốn sang Việt Nam. Tháng 6 năm 1946, Bạch Sùng Hy đã chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là chức vị hữu danh vô thực, vì họ Tưởng đã dần bắt đầu bỏ qua Bạch trong những quyết sách quan trọng. Tưởng Giới Thạch đã tổ chức những cuộc họp hàng ngày ở Tư Dinh mà không thèm mời Bạch Sùng Hy và bắt đầu tự ý chỉ huy các đơn vị tiền phương, bỏ qua các hệ thống mệnh lệnh của Bạch Sùng Hy. Bạch tướng quân sau đó đã tới Mãn Châu và đề xuất tiêu diệt phe Cộng sản địa phương dưới quyền của tướng Lâm Bưu. Thế nhưng Tưởng Giới Thạch thì không chấp nhận kế hoạch của ông, và chính điều này coi như đã gạt Bạch Sùng Hy ra khỏi cuộc chiến. Đến cuối năm 1948, cuộc nội chiến quốc cộng diễn ra thảm khốc với những người theo chủ nghĩa quốc dân Trung Quốc, và chiến thắng của phe Cộng sản chỉ còn là vấn đề thời gian. Tháng 1 năm 1949, sau khi Tưởng Giới Thạch từ chức Tổng thống, Lý Tông Nhân đã trở thành quyền Tổng thống, Bạch Sùng Hy lại được tín nhiệm bởi người bạn cũ của mình. Thế nhưng, mặc cho ông ra sức chiến đấu quyết liệt ở miền Trung và Tây Nam Trung Quốc, nhưng quân đội Quốc dân đảng thì cứ ngày một tan rã. Để rồi, vào tháng 10 năm 1949, ông lên kế hoạch cho cuộc chiến chống cộng cuối cùng ở miền Nam Trung Quốc và tỉnh Quảng Tây, quê hương của ông, thì nó cũng chẳng đi tới đâu. Và vào cuối năm đó, ông đã buộc phải trốn sang Đài Loan, nơi ông sống nốt phần đời còn lại của cuộc đời mình. Sau khi tới Đài Loan, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Cố vấn Chiến lược Phủ Tổng thống. Ông cũng tiếp tục tạ nhiệm trong Ủy ban Trung ương Quốc dân đảng. Ông đã tham gia tái tổ chức đảng từ năm 1950 đến năm 1952. Ông và Tưởng sau này không bao giờ có thể hòa giải. Và rồi ông sống ẩn dật cuối đời khi mất vào ngày 1 tháng 12 năm 1966
ở tuổi 73. Bạch Sùng Hy được an táng theo nghi thức quân đội với một lá cờ thanh thiên bạch nhật Quốc dân đảng, khép lại cuộc đời của một vị tướng lừng lẫy nhưng có số phận hẩm hiu. Trách nhiệm với nhân dân. Là một người Hồi giáo yêu nước, Bạch Sùng Hy có tư tưởng rất đúng đắn về trách nhiệm của tôn giáo với dân tộc, cũng như là một vị tướng có tinh thần hòa bình, hòa hợp dân tộc rất đáng học hỏi. Khi người Mãn Châu bị người Nhật thống trị, người Mông Cổ bị nước Cộng hòa Nhân dân Ngoại Mông thống trị, còn người Hồi Tân Cương thì bị Liên Xô áp bức, Bạch Sùng Hy đã kêu gọi Trung Hoa Dân Quốc giúp đỡ các dân tộc này đánh đuổi ngoại bang, chứ cũng không chỉ nghĩ cho riêng quê hương của ông ở Quảng Tây. Bạch Sùng Hy cũng từng muốn lãnh đạo một đội quân chiếm lại vùng Tân Cương về cho Trung Quốc. Không giống như việc người Hồi thường bức xúc khi bị Trung Quốc cai quản, hay người Trung Quốc thì không coi trọng người Hồi như chúng ta vẫn thường nghe trên các phương tiện truyền thông. Bạch Sùng Hy rất coi trọng việc đoàn kết dân tộc. Theo ông, cuộc thánh chiến chống Nhật cũng là nghĩa vụ tôn giáo với tất cả các người Hồi giáo Trung Hoa. Bạch Sùng Hy cũng bảo trợ việc in ấn những câu từ trong kinh Koran và Hadith nhằm cổ vũ vai trò lãnh tụ Trung Hoa của Tưởng Giới Thạch. Họ Bạch đề cao chủ nghĩa quốc gia Trung Hoa và sự thống nhất Hồi Hán trong chiến tranh chống Nhật. Trong cuộc chiến tranh, Bạch Sùng Hy cũng từng tới những tỉnh Tây Bắc Trung Hoa theo Hồi giáo và thuyết phục nhiều vị tướng lĩnh ở đây tích cực tham gia chống Nhật. Đây cũng chính là những suy nghĩ vô cùng tiến bộ mà chính Việt Nam ngày nay cũng đang học hỏi. Chỉ tiếc rằng sinh ra trong thời loạn, lại là kẻ thất bại trong chiến tranh, nên cuối cùng những nỗ lực hòa hợp dân tộc của Bạch Sùng Hy cũng chẳng mang lại được hiệu quả gì. Để có thể tìm hiểu sâu hơn và dễ hiểu hơn về những câu chuyện tôn giáo khác, các bạn có thể tra cứu thêm nội dung từ cuốn sách World Religion, Khám phá và lý giải các tôn giáo trên thế giới. Đây là một cuốn bách khoa toàn thư về các tôn giáo lớn của nhân loại, với lượng kiến thức đầy đủ và vô cùng thú vị. Link để tìm hiểu thêm về cuốn sách này mình sẽ để ở phần mô tả của video. Ngoài một hệ tư tưởng rất tân tiến về sắc tộc và tôn giáo, thì Bạch Sùng Hy cũng là một vị chính khách có tài và có lòng với người dân. Tháng 2 năm 1947, nhiều cuộc bạo loạn đã bùng nổ ở Đài Loan do sự bất tài của những viên chức từ Trung ương, và sự kiện quân đồn trú trấn áp gây thương vong cho cả người gốc Đài và người Đại Lục. Bạch Sùng Hy đã được Tưởng Giới Thạch cử tới điều tra và giúp hòa giải với người dân địa phương. Trong chuyến công du kéo dài 2 tuần, ông đã trực tiếp trao đổi với nhiều bộ phận người dân Đài Loan. Nhờ có vậy mà ông đã đưa ra được nhiều biện pháp nhằm giúp ổn định tình hình trên đảo, bao gồm cả việc thay thế thống đốc và truy tố cảnh sát trưởng Đài Loan. Ông cũng rộng lượng ân xá cho những học sinh gây bạo động, với điều kiện rằng cha mẹ của họ phải giám hộ. Vì những hành động thẳng thắn của ông, người Đài Loan bản địa đã vô cùng kính trọng Bạch Tướng Quân. Sau khi Quốc dân đảng phải tháo chạy về Đài Loan, người bạn chí cốt của Bạch Sùng Hy là Lý Tông Nhân đã quyết định sống lưu vong tại Mỹ. Đồng thời, họ Lý cũng thuyết phục Bạch Sùng Hy đi Mỹ. Thế nhưng Bạch Sùng Hy đã không chịu nghe theo. Khi đó, ông tin rằng chỉ cần tới Đài Loan, quân đội Quốc dân đảng vẫn còn, thì ông ta vẫn còn cơ hội cống hiến cho đất nước. Trong cách đối nhân xử thế hàng ngày, Bạch Sùng Hy cũng phản đối tư thế quan liêu, phản đối việc đánh đập và mắng mỏ binh lính, chủ trương làm việc chăm chỉ, cấm hút thuốc và cấm cờ bạc. Ông cũng phản đối những thói quen xấu. Ông là người biết tự kiềm chế bản thân mình trong giai cấp thống trị của Quốc dân đảng và thường để lại tiếng tốt cho mình. Chính vì vậy, ngay cả Mao Trạch Đông sau này cũng vô cùng quý trọng vị tướng này. Mao Chủ tịch từng muốn tái sử dụng ông, thậm chí là còn dụ dỗ ông về lãnh đạo quân đội Cộng sản. Ngay cả người Mỹ cũng rất kính nể Bạch Sùng Hy. Evan Carson, đại tá thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, đã nhận định về Bạch Sùng Hy rằng ông được nhiều người xem là viên tướng tài ba nhất trong hàng ngũ quân đội Trung Hoa. Nhà báo nổi tiếng Edgar Snow thậm chí còn gọi ông là một trong những tư lệnh thông minh và đắc lực nhất so với bất kỳ một quân lực nào trên thế giới. Chỉ tiếc rằng Bạch Sùng Hy đã không có lựa chọn đúng đắn về con đường mình theo đuổi.
ngay cả khi ông bị Tưởng Giới Thạch hãm hại, thì ông vẫn quyết chống cộng tới cùng. Cho nên, từ khi nhắm mắt xuôi tay, thì tài năng của Bạch Sùng Hy đã không thể nào đóng góp được cho đất nước một cách xứng đáng. Nhìn chung, Bạch Sùng Hy là một trong những viên chỉ huy xuất sắc nhất trong lịch sử Trung Hoa, nhờ vào tài sử dụng các chiến lược và chiến thuật vô cùng linh hoạt cũng như chính xác. Vì vậy, ông thường có thể đánh bại một đội quân áp đảo về số lượng so với mình. Người ta cũng chứng kiến ông giành chiến thắng nhiều hơn là thất bại trên chiến trường. Bạch Sùng Hy cũng là một vị chính trị gia có tư tưởng tiến bộ về hòa hợp dân tộc, cũng như là người có lòng tận hiến cho nhân dân. Thật đáng tiếc, ông đã từng gây ra tội ác chiến tranh trong cuộc thảm sát Thượng Hải 1927, nên vẫn có những vết gợn xấu xí trong hồ sơ của ông. Sự thực, Bạch Sùng Hy là kẻ thua cuộc cuối cùng và phải chấp nhận bỏ chạy. Lịch sử thì thường tôn vinh những anh hùng, những kẻ chiến thắng, chứ ít ai nhớ tới một kẻ thua cuộc, đặc biệt là khi Bạch Sùng Hy còn chẳng phải là một vị lãnh tụ. Do vậy, cái tên Bạch Sùng Hy có lẽ sẽ vẫn tiếp tục ít xuất hiện trên mọi mặt thông tin truyền thông, và ông sẽ còn nằm trong bóng tối của rất nhiều năm nữa.